Tạng ngày xưa ấy thường là họ sản xuất bằng cách là khắc và vẽ lên cái thân đá ma não như này bằng một số các chất, thì đôi khi những cái thông tin bây giờ cũng không được rõ ràng lắm và có thể là công thức bí truyền của người Tây Tạng. Hiện tại thì các bạn có thể là thấy họ sản xuất đá gi mới bằng cách là làm bằng máy và bắn tia laser các thứ ấy, khắc bằng tia laser bằng máy. Còn thì những viên đá ngày xưa thì nó khác. Bây giờ thì thật sự là để mà kiếm di cổ thì rất là khó. Đa phần các bạn chỉ cần kiếm một viên di cũ lâu năm một chút thì là quý rồi. Chứ không thì đa phần là di mới thì giá trị nó không có cao và nhìn nó không được đẹp. Đây, những viên di mà cũng cũ một chút này thì các bạn xem nó cũng rất là đẹp, phong hóa hoa văn, các chất liệu nhìn cũng rất đẹp rồi. Còn nếu mà kiếm di cổ thì rất là khó. Và thật sự là mình nghĩ là tài chính của mọi người đa phần không dành cho số đông, thường chỉ dành những người mà tầng lớp văn nghệ sĩ họ nhiều tiền ấy. Ví dụ như ông Lý Liên Kiệt này, hoặc là những nghệ sĩ lớn ở Trung Quốc họ cũng đeo nhiều mà. Thì đó là một số thông tin.